đám cưới Hini. Người ta thì khui siêu iPhone 14 Pro Max, MacBook đồ ha. Giờ mình khui siêu ảnh cưới nha. Tới bây giờ hai đứa mình vẫn chưa tin được là hai đứa đã thành vợ thành chồng luôn á mọi người. Cái đám cưới tận 2 ngày mà mình thấy vẫn chưa có đã, chưa có đủ nha. Mình ước gì thêm 2 ngày nữa cho nó đã. Với lại có nhiều thời gian hơn để tiếp đãi mọi người nhiều hơn, chu đáo hơn nữa. Dạ thì Hini sẽ kể lại từ đầu đến đuôi về cái đám cưới này nha. Đám cưới này tổ chức bên nhà Ni, còn đám cưới bên Hi á thì tới tận tháng 8 lận á mọi người. Đám này mình nấu nhà nha. Cái này là Ni đang làm nước chấm khóm nè. Bé cute phô mai que này là bé bơ cặp nhà Ni á. Rồi, tiếp theo là mình chuẩn bị bao lì xì để trả duyên cho đoạn mong quả nè, cùng với một số hashtag chụp hình. Mọi người thấy nhiều chưa? Còn ở phía nhà dưới á thì người lớn sẽ chuẩn bị đồ nấu đám nè. Có cái này thì Ni thấy ngộ nè. Chị em phụ nữ thì chặt thịt, còn đấng mại gâu ở bên này thì lặt gao lặt hoa rồi đó. Đây đây đây, còn có tôm nữa nè. Mọi người đoán được thực đơn gồm những món gì chưa? Đám cưới á thì chỉ có một lần trong đời á, nên hai đứa mình phải suy nghĩ làm sao để cho nó đặc biệt nè, nhưng mà phải hay nha. Thì đây cái menu đám cưới của mình nè. Nó có ý nghĩa là một quá trình của tình yêu. Còn đây á là cái lọ để đựng trái tim nè. Những quan khách mà đến dự đám cưới của Hini á thì cho Hini xin một chữ ký lên trái tim này rồi bỏ vào cái lọ để Hini giữ làm kỷ niệm đám cưới nha. Tới khúc gắn lồng đèn nè, đẹp lắm nha. Bỏ cái bóng vô. Chỉ còn cách duy nhất là ra chợ mua bóng đèn mới nhỏ hơn chứ sao vợ. Đây là chỗ gia tiên nè. Bên này á là sân khấu, backdrop chụp ảnh và gạp. Mấy anh bên gạp á làm gần tới 12 giờ khuya luôn mới xong luôn á. Gia tiên và gạp á thì mình làm chung chỗ, làm theo ý tưởng riêng của hai đứa. Còn cái cổng chính á thì mình chọn cổng cưới xuyên Việt của anh Sang nha. Sáng ngày hôm sau, sau khi gạp đã dựng xong xuôi thì tới làm cổng nha. Thấy mấy anh chị làm từng chi tiết đều, khéo quá khéo luôn á. Đội làm cổng lông cũng của anh Sang đang dần hoàn thiện cái cổng nha. Mọi người cùng theo dõi nha. Rồi, cái ngày này cũng đã đến rồi. Nhà Ni đãi 2 ngày. Đây là cái ngày đầu tiên và người khách đầu tiên ký lên trái tim thả vào lọ đó là bé Khánh Băng ở cặp nhà Ni. Không biết cái bà này bà mở hàng có đắt không nữa. À, cái cổng lông phụng xong rồi nè mọi người. Đẹp xuất sắc luôn. Cô dâu của Hi cũng đẹp không có kém luôn nha. Hôm nay cũng coi như là ngày hấp hôn của ba mẹ Ni luôn á mọi người. Đó là ngày hôm nay toàn là bạn bè của ba mẹ không à. Quên nói với mọi người, tuy á là mẹ, chị hai và mình không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện đám cưới cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nha. Ê lộn, không cùng năm nha mọi người. Đi lòng vòng á, lát, đổi qua. Đổi qua, ăn đám cưới của mình luôn. Hai đứa mình yêu nhau phải không à? À, no nê rồi, giờ ra cổng đi bàn chụp hình xíu rồi vô quẩy. Trời ơi, quẩy này á là nghề của bà Ni nha mọi người. Rồi bà thay bộ đồ ngủ lên hát luôn rồi nè. Vậy là xong ngày đầu tiên rồi đó mọi người. Sáng ngày thứ hai á, do muốn trang trí không gian cho đầy đủ, đúng ý hai đứa, nên hai đứa tự lui cui gắn cái dây đèn lồng. Thế á, là bà Ni bà make up bị trễ luôn. Làm tiệc buổi trưa ngày hôm đó không ra kịp để chụp hình với mọi người luôn á. Thật sự là Hini thành thật xin lỗi rất nhiều. Ước gì có thêm thời gian để tiếp đãi mọi người được nhiều 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 hơn nữa. Tiệc buổi trưa xong xuôi á thì tranh thủ quay chụp phóng sự các kiểu nè. Nhà trai đến rồi. Ủa, cô dâu của Hi rồi ta? Lúc này á là bà Ni như bà đang ở trong phòng nè, nên bà không có biết gì bên ngoài diễn ra như nào hết trơn á. Nôn quá nôn luôn rồi, nghe đồn á cứ vợ nó vui dữ lắm. Đợi mâm quả chụp hình bên ngoài nè, chờ trưởng tộc ở bên trong á xin phép này kia rồi mình mới vào. Ủa sao bên nhà trai có 7 người bưng mâm lận cơ? À, tại có một chú ghế phụ. Đây đây đây, do không ai kêu đi vô trước á, rồi ổng cũng không biết làm gì nữa. Thôi lỡ rồi đứng chụp hình luôn cho nó vui. Rồi trưởng tộc xin phép xong rồi nè, bây giờ mình sẽ đi vô động phòng. Lộn, mình đi vô làm lễ nha. Đầu tiên á là nạp tài và các xin lễ. Trưởng tộc á nói gì á thì mình làm theo thôi, chứ lúc đó mình cũng không biết làm gì luôn á. Rồi cô dâu đã xuất hiện. Cô dâu của ai mà đẹp dữ thần vậy không biết. Khúc này á là hai đứa chào nhau rồi bắt đầu nói cái gì đó quên rồi. Chỉ nhớ cái khúc đeo vàng nè.
nói chứ lần đầu không biết làm gì hết trơn á mọi người. Đứng đó mọi người nói gì thì mình làm đó thôi à. Thôi thì mình rút kinh nghiệm lần sau vậy. Cái gì? À, ý anh á là rút kinh nghiệm cho cái hấp hôn á. Giờ là mời ngủ mừng gia đình hai bên và chụp hình lưu kỷ niệm nè. Mọi người xem hình của Hini có đăng vào album á. Hai đứa bưng rượu mừng đi mời cô dì chú bác bên nhà Hi nữa nè. Rồi, và trả duyên lại cho đội bưng mâm nè. Hini cảm ơn nha. Làm lễ gia tiên xong á thì mọi người di chuyển qua bên gạp để chuẩn bị làm tiệc sân khấu. Còn có hơn một tiếng nè là tới giờ làm lễ sân khấu rồi. Lúc này á là bà Ni mới đi thay đồ rồi nè, nên chỉ có một mình Hi à. Cũng tranh thủ quay chụp với cái váy mới mai của nhà Uni Bridal nè. Váy này á lát mi bận làm lễ luôn á. Lung linh chưa? Thấy mọi người đi đông á, Hini thật sự rất là hạnh phúc luôn á. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng Hini nha. Rồi á, đây là lúc chuẩn bị lên dĩa ý lộn, lên lễ làm sân khấu nè. Trời, cái lúc đi nè á tưởng vậy là ngầu. Giờ nhìn lại á thì giờ làm lễ cũng đã đến. Còn đây là lúc quăng bông nè. Xong rồi á thì hai đứa đi bàn và chụp ảnh chung với mọi người. Cuối cùng là quẩy. Lúc đi hết, 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 l
ngày hôm sau là vậy ghi tiếp ôm mệt con ngủ luôn vậy kèm tờ giấy số nữa nè mọi người. Dò cái chút chúng không? Dò cái chúng luôn nha. Chúng là chúng mánh luôn á. 500 cùng tờ giấy số. Chúng là cái nhà chơi liền luôn á. Giờ nhìn lại á, Hini cảm thấy vẫn chưa đã và đủ luôn á. Thật sự đám cái là không có thời gian nhiều luôn á. Ước mong thêm 2 ngày nữa mới đã và đủ để có thể tiếp đãi mọi người tốt hơn. Nếu có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua giúp Hini nha. Một lần nữa Hini cảm ơn mọi người rất là nhiều.